sẽ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo và xử lý dứt điểm tình trạng thiếu nước của hơn 700 hộ dân tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Đây là kết luận của Phó trưởng Ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng tại buổi tiếp công dân theo kế hoạch phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào sáng nay tại trụ sở tiếp công dân Trung ương. Tại buổi tiếp, nổi lên vụ việc của đoàn đông người đại diện cho hơn 700 hộ dân tại khu đô thị Thanh Hà, kiến nghị về việc hơn 11 ngày qua, cuộc sống của khoảng 30.000 cư dân bị đảo lộn do thiếu nước sạch nghiêm trọng. Điều đáng nói, sự việc bị cắt nước xảy ra ngay sau khi người dân phản ánh tình trạng bị cay mắt, khó thở, mẩn ngứa khi sử dụng nước. Cho đến thời điểm hiện nay, mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra hàng loạt chỉ đạo giải pháp, nhưng người dân khu đô thị Thanh Hà vẫn khát nước sạch. Phó trưởng Ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cho rằng đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hơn 30.000 nhân khẩu. Ban dân nguyện sẽ có văn bản kiến nghị đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, tránh hình thành điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, nhất là khi kỳ họp Quốc hội đang diễn ra. Trước đó, trưởng Ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã tiếp một số người dân đến từ Đắk Nông, Khánh Hòa và Hà Nội kiến nghị về những bất cập trong quá trình cấp phép chủ trương đầu tư, quản lý vận hành nhà chung cư và nhiều bất cập trong công tác thi hành án.